Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của NT Studio. Tháng 1 là thời điểm mà Samsung sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới, cụ thể đó chính là Galaxy S24 series. Và người dùng thì rất đang háo hức và mong đợi vào những cái sự thay đổi của sản phẩm đến từ nhà Samsung, đặc biệt khi mà iPhone 15 vừa mới ra mắt, một trong những đối thủ vô cùng nặng ký của nhà Samsung. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua những chiếc smartphone từ Samsung thì có thể ghé qua Di Động Việt để có thể tha hồ lựa chọn cho phù hợp với túi tiền của mình nhé. Mới đây thì Galaxy S24 Ultra đã được tiết lộ trên Geekbench cho chúng ta nhiều thông tin hơn nữa về con chip cũng như là những trang bị sẽ có trên chiếc máy này. Cụ thể thì phiên bản Mỹ của chiếc Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3. Và kết quả thì cung cấp thêm rằng là con chip này sẽ có một nhân chính xung nhịp đạt mức là 3.3 GHz, 3 nhân hiệu suất xung nhịp đạt mức 3.15 GHz, 2 nhân xung nhịp 2.27 GHz và 2 nhân xung nhịp 2.96 GHz. Cũng theo Geekbench thì Galaxy S24 Ultra đã đạt được điểm số là 2.234 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 6.807 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Bên cạnh đó thì Galaxy S24 Ultra sẽ ra mắt với phiên bản cơ bản là 8GB. Về phần mềm thì chiếc smartphone này sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 14 và giao diện One UI 6 của Samsung. Ngoài ra thì Galaxy S24 Ultra cũng sẽ có thêm một phiên bản, khả năng đây là phiên bản quốc tế, sử dụng con chip Exynos 2400 ở các cái thị trường khác ngoài thị trường Mỹ. Mình cũng chưa rõ là Samsung sẽ phân bổ hai cái phiên bản chip này như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng là nhiều bạn cũng sẽ mong rằng là tại thị trường Việt Nam chúng ta sẽ có con chip đó là Snapdragon 8 Gen 3 đúng không? Nhưng mà không sao, chúng ta có thể kỳ vọng vào cái sự thay đổi ở con chip Exynos 2400 của Samsung sắp tới nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số những cái thông tin khác về những cái trang bị hay là thiết kế ngoại hình của Galaxy S24 Ultra. Về cơ bản thì Galaxy S24 Ultra, cái ngoại hình tổng thể thiết kế của nó thì sẽ không thay đổi nhiều so với người tiền nhiệm là Galaxy S23 Ultra. Và với Galaxy S24 Ultra, chúng ta sẽ có phần đỉnh và đế máy được làm phẳng, còn phần khung sườn hai bên thì nó sẽ bo cong nhẹ. Cái điểm nâng cấp lần này thì nó sẽ chỉ nằm ở phần viền bezel nó sẽ mỏng hơn và phần viền trên và viền dưới thì nó sẽ bằng nhau. Ngoài ra thì có một thông tin này mình thấy cũng khá là thú vị và hay ho, thì cũng không biết rằng là các bạn Samfan có thích điều này hay không, thì có vẻ như lần này á, cái khung viền trên Galaxy S24 Ultra cũng sẽ được làm từ hợp kim titan. Và lợi ích của việc này thì các bạn cũng biết rồi đó, giúp cho chiếc máy của chúng ta trở nên nhẹ hơn đúng không nào? Khá là hóng để xem là cái thành phẩm của Galaxy S24 Ultra sẽ ra sao. Ngoài ra thì sản phẩm còn tích hợp thêm cái phần anten UWB ở phần cạnh như thế này. Nó khá giống với chiếc iPhone này đúng không? Như ở đây mình có iPhone 14 Plus. Theo những thông tin rò rỉ trước đây thì Galaxy S24 Ultra sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn là 6,8 inch với độ phân giải là WQHD+, cùng với tấm nền Dynamic AMOLED LTPO. Tần số quét thì sẽ dao động từ 1 đến 120Hz, mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái chuyển động rất là mượt mà trên cái phần màn hình này. Và đương nhiên từ trước đến nay thì Samsung không bao giờ khiến chúng ta phải lo lắng hay là băn khoăn về những cái trang bị màn hình cả. Luôn luôn đảm bảo cho chúng ta đây sẽ là một sản phẩm có cái trải nghiệm màn hình vô cùng là đẹp và vô cùng là đã mắt. Về phần camera thì có lẽ là Samsung vẫn sẽ tiếp tục khai thác camera 200 megapixel đã có trên Galaxy S23 Ultra, nhưng sẽ có những cái cải tiến hơn. Cụ thể thì Galaxy S24 Ultra thì sẽ có thiết lập 4 camera sau, với camera chính 200 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel, camera tele là 50 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x, một camera tele 10x và mặt trước của chúng ta sẽ có camera selfie là 12 megapixel. Và như mình cũng đã nói, để nâng cao cái chất lượng chụp hình hơn thì chắc chắn là Samsung sẽ mang đến rất là nhiều những cái cải tiến về mặt phần mềm để chúng ta có nhiều những thứ hay ho hơn trên cái cụm camera này. Zoom lượng pin cũng là một trong những thứ mà mọi người khá là quan tâm và đặc biệt rất quan tâm trên cái sản phẩm flagship của nhà Samsung. Thì theo nhiều thông tin đồn đoán gần đây thì có lẽ Galaxy S24 Ultra của chúng ta sẽ có zoom lượng pin khoảng 5.000 mAh cùng với công suất sạc nhanh là 45W đã được chứng nhận 3C. Có lẽ thì mình nghĩ không riêng gì mình đâu mà khá là nhiều bạn sẽ mong đợi một con số khác không phải là 45W. Từ đầu chúng ta có một con số sạc là 65W thì có vẻ nó sẽ tương xứng hơn với Galaxy S24 Ultra đúng không? Và đó là toàn bộ những thông tin hiện tại đã có về chiếc Galaxy S24 Ultra của Samsung, một trong những siêu phẩm sẽ được ra mắt vào đầu năm sau. Các bạn có cảm thấy là những cái trang bị như vậy là đã đủ cho Galaxy S24 Ultra không? Và có mong chờ thêm những cái điều gì mà Samsung sẽ mang đến sản phẩm này thì comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!